Đây là người đàn ông đã ngoài lục tuần nhưng lại có một thân hình khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Chú có niềm đam mê tập gym từ khi còn rất nhỏ và có thể tự chế tạo các dụng cụ tập gym tại nhà. Mình đã sống ở đây được lâu năm rồi đúng không chú? Tao có thời gian đi bộ đội về là chú Dân về đây, chú Dân sống ở đây từ hồi năm như là ta 86 tới bây giờ. Phiên bản chú năm 1984 với 85 đó thì có giống vậy không chú? Còn ốm hơn Hoàng nữa. Dạ. Đi làm rồi về rồi ngủ mà không có một tí xíu gì gọi là vận động tay chân hết. Ủa? Lúc đó là chỉ tập thể dục buổi sáng thôi. Buổi sáng. Đó. Thành ra đôi khi cái kiểu như tuổi dần dần nó lớn thì cái ăn uống của mình á. Dạ. Thì cái bụng nó hơi to một tí. Đến chặng hành trình nào, thời gian nào mà chú bắt đầu quyết định thay đổi cơ thể của mình? Chú Dân nằm ở trên cái võng á, thì ở nhà có pha cho chú Dân ly cà phê á, là để trên cái bàn. Thì chú Dân nằm cái võng mà nó hơi xa, nhìn lên để lấy cái ly cà phê uống thì chú Dân không nhìn thấy cái ly cà phê. Có nghĩa là cái bụng nó to quá, nó cao quá. Cái thời gian đó thì nó cái phong trào mà thể hình với nói chung á, mấy cái môn thể thao đó nó không có rộng rãi như bây giờ đâu. Dạ. Ngày xưa thì khó khăn đúng không? Ngày xưa nó rất là khó khăn. Điều kiện thiếu. Muốn tìm được một cái phòng tập thì nó khó lắm, có cái đam mê sẵn mà. Thì chú Dân đi làm, chú Dân làm hồ mà đổ mấy cục tạ xi măng á. Đem về nhà cứ để đó, cứ tối tối cứ nắm giật dở dở mà nói chung là nó không có đúng những cái động tác vậy. Cứ bài ra tập thôi. Cái năm đó là chú Dân 53 tuổi. Chú Dân mấy vô tình đó, chú Dân làm xây dựng mà, huấn luyện viên Khánh Toàn á. Yeah. Anh Toàn có nhờ chú Dân sửa, tại vì anh Toàn khai trương mà. Cái đầu xong xuôi thì máy móc anh Toàn đem về hết rồi. Nhưng mà phòng ốc thì chưa có sơn. Thì mình nói ô chết rồi. Trời ơi, đụng trúng kinh của tôi rồi. Đúng với cái đam mê của mình rồi. Yeah. Dứt công việc là chú Dân nói anh Toàn liền. Yeah. Rồi cho chú Dân đăng ký tập. Cái ngày đầu tiên mà chú đi tập ở phòng tập vừa mới khai trương đó là ngày mấy? Ngày 7 tháng 3 2000 2009. Xuất sắc chưa? Là nhiều khi nó có cái ngày sinh của chú Dân mà đâu quên. Nhưng mà cái ngày đầu tiên mà chú Dân đi đăng ký chú Dân tập đó, không bao giờ quên. Dạ. Yeah. Người ta có hỏi là tại sao mà bây giờ ở thành phố mình phòng quá trời đi. Tại sao mà không tập gần nhà mà phải đi xa. Từ đây có bển 12-13 cây. Thì còn cái nhân đôi lên thì là phải là đi về gần 25 cây số. Dạ. Chú Dân vẫn duy trì, trời mưa trời bão hả, xe chú Dân hả nó ngập mất cái bô chứ. Chú Dân vẫn bộ 3-4 cây số. Cái phòng bên bển nó là cái gia đình thứ hai của chú Dân. Nhà chú Dân thì khi nó có cái gì nó khó khăn này kia cái nọ đó, cái thứ nhất là anh Toàn. Giúp chú, động viên. Đôi khi về vấn đề vật chất anh Toàn giúp. Không bao giờ chú Dân bỏ cái căn nhà thứ hai chú Dân được. Có nghĩa là dù xa xôi bão tố nó như thế nào chú Dân cũng phải gắn bó. Cho phép con hỏi cô Tám một câu là cô thấy chồng mình là chú Dân lúc nào cũng đam mê thể thao, đặc biệt là tập tạ thể hình, nhưng mà bất chấp thời tiết, bất chấp khó khăn, bất chấp luôn thời gian, cô có thấy lo lắng trong người không? Gió mà anh đi vậy nhiều khi nó ảnh hưởng sức khỏe đó. Cái thiết kế của nhà mình là do chú làm đúng không cơ? Do chú Dân làm. Trời, sáng tạo quá. Cái nhà chú Dân á, bề ngang 2, chiều dài 3.5m, diện tích là có 7m2 thôi. Dạ, dạ. Nó rất là nhỏ, chỉ có để tập thôi. Chứ chú Dân không có cho ngủ nghỉ gì hết á. Cho con coi những món dụng cụ đó đi chú, con nôn nóng quá. Đi rồi, rồi. Dạ, con xin phép chú, con xin phép cô. Rồi. Vậy mình đi lên lầu theo của nhà đi hả? Đi rồi. Mời cả nhà. Với căn phòng chỉ 4m2 mà chú Vân đã biến nó thành một phòng tập gym lưu động. Không hề tốn diện tích mà còn rất gọn gàng sạch sẽ. Thì nói chung là cũng còn được khoảng chừng 4m2 à. Khi mà chú Dân làm cái phòng này, chú Dân có tính nó nhỏ. Dạ. Yeah. Nó nhỏ mà nó thấp quá đi thì nó sẽ ngợp. Thì bắt đầu chú Dân phải làm như thế này. Cái cửa sổ này nó trổ. Cái thứ nhất là lấy sáng lấy gió. Đây là một cái dụng cụ tập của chú Dân. À. Tập 5-6 bài, 7-8 bài ở trong cái lỗ này. Ghê, sáng tạo chưa? Hoàn thấy cái gì không? Quá trời cây luôn. Những cái thanh tạ của chú Dân á. Cái trang trí mà con tưởng giống như mấy cây kiếm katana. Đúng rồi. Ghê thiệt. Đó. Đẹp. Cái ghế tập của người ta là nó dính liền, người ta để hoài thôi. Nhưng mà chú Dân một cái ghế thôi mà chú Dân tập rất là nhiều bài. Dạ. Cứ tháo ra lắp vô, tháo ra lắp vô. Con mà không có quyết tâm là không bao giờ con tập được đâu. Đây là cái kỷ niệm của chú Dân nè. Đẹp quá chú ơi, cái cúp. Cơ bắp
gương mặt rạng rỡ, nhìn vậy ai nghĩ là U60 đâu trời. Cái phòng này á, con nhìn làm như là một cái tiệm sắt, nhìn vô rồi nó sắt sang sắt là sắt đó. Con thấy ông Tạ chú Dân chất hai bên 40 viên khánh đòn tặng cho chú Dân. Trời ơi hay quá. Được như ngày hôm nay là chủ yếu là bên phòng. Thì ở đây thì con thấy mà nó thấy nó ít như vậy đó, nó đơn giản như vậy đó. Mà chú Dân 2 tiếng rưỡi chưa hết bài tập luôn á. Thì là cái lỗ này á, chú Dân sẽ tập rất là nhiều bài. Mỗi một cái dây là có một cái tác dụng của một cái bài tập đó. Thì bây giờ mình gác nó lên cái thằng trên này. Dạ. Thì ở đây là chú Dân tập bài bụng. À bụng nè, cơ nè phát triển cái múi cơ ở đây nè quý vị. Đây là cái cửa sổ thần kỳ rồi, theo con là thấy là vậy đó. À. Đó, thì bây giờ muốn gài được hai cái này thì con phải dùng cái cây này. Dạ. Con xỏ vô cái lỗ này. Ồ, một màn tự chế rất là sáng tạo. Sẽ chém coi. Kính thưa quý vị, hiện tại Hoài Đáp Bơ đang có mặt tại địa điểm tiếp theo đúng với lịch hẹn chúng tôi vào buổi chiều này để có thể gặp gỡ chú Vân tại khu vực phòng tập mang tên Khánh Toàn tại quận 2. Và đây chính là anh Khánh Toàn, rất đẹp trai, cao to, lực lưỡng. Bên cạnh anh Khánh Toàn chính là hình ảnh đại diện mang tính chất và thương hiệu, đó chính là chú Vân. Quá đẹp, trời ơi, nhìn như hai thanh niên nghe quý vị. Không ngờ là anh Toàn rõ ràng có tình cảm rất là đặc biệt với chú Vân nên mới có thể để hình chú Vân ngay tại mặt tiền của phòng tập. Bây giờ chúng ta tìm thêm chú Vân đang ở đâu rồi. Chắc chắn là chú Vân sẽ đi sớm, đi trước Hoàng luôn. Anh, có anh Toàn như này không anh? Hay quá. Chào chú Vân. Trời ơi chú, tôi đến sớm quá chừng luôn á, sớm con quá trời luôn. Không mê sao. Tập quá. Dạ. Đến sớm. Anh Toàn đây. Dạ. Em bắt tay anh cái. Dạ, cảm ơn anh ngày hôm nay đã cho phép tụi em đến đây để có thể theo dõi quá trình tập luyện của chú Vân. Cũng như anh chính là một nhân chứng sống rất là tuyệt vời để có thể đồng hành với chú Vân rất nhiều năm vừa qua. Chú ơi, chú lại đây với con chú. Đây, trời, hai chú cháu thân tình dễ sợ, mười mấy năm chứ ít gì. Ngay từ những ngày đầu mà trung tâm Khánh Toàn được thành lập lên, từ những viên gạch đầu tiên đã có hình bóng của chú Vân rồi. Cái phiên bản mà chú Vân đang tập tạ bằng xi măng á, là có được đô giống vậy không anh? Lúc đó chú Vân ốm lắm em. Anh có nhìn thấy cái tiềm năng của một vận động viên thể hình không anh? Lúc đó thì anh cũng chưa thấy cái tiềm năng gì. Dạ. Sau này nè, sau này khi mà chú chăm chỉ tập á, dạ, mới phát hiện ra. À, ban đầu thì anh cũng nghĩ chú giống như những cái chú lớn tuổi khác thôi. Dạ. Thì giống như cũng chỉ chú tập thôi. Dạ. Cũng là lưu ý cho chú tập nhẹ thôi. Dạ. Chứ còn anh nghĩ là chú thì chỉ chơi cho khỏe thôi, chứ còn anh đâu có nghĩ là chú có thể là chú tập được. Dạ. Mà tập tốt như vậy. Dạ. Xong thì từ là chú thấy chú đam mê thì mình cố gắng mình chỉ. Thế mà điều mà anh thường chú Văn nhất á, dạ, đó là chú Văn sống tình cảm. Tình cảm. Anh nói Hoàng nghe nha, dù trời mưa đi, chạy qua. Dạ. Cái câu đầu tiên mà hỏi anh là phòng có dột không? Anh thương chú lắm. Dạ. Là giống như là người thân trong nhà vậy, chứ cũng không còn phải là học viên. Dạ. Cái đó là cái sự thật. Cảm ơn anh Toàn ạ. À. Dạ, không làm phiền anh nữa. Okay. Em với cảm chú Vân em. Dưới nè. Dạ. Cảm ơn anh. Chú cháu mình ngồi đây nha, trò chuyện tí. Sau khi ngắn nghe lượt lời của anh Toàn, chìa khóa để dẫn đến thành công với đam mê của mình đó chính là gia đình. Đầu tiên là cô Tám. Đến độ tuổi này, chú Dân nói chuyện với cô Tám vẫn xưng hô anh và em rất là ngọt luôn. Cảm ơn chú. Và bây giờ sẽ là một lời cảm ơn được thay bằng một món quà. Tặng quà cho chú nha. Dạ, chú đợi con xíu, chú ngồi đây nha. Đây, cái này là cái dây đai, nó nhỏ, gọn. Con tặng chú để mình có những bài tập. Còn cái này, mặc dù nó không mới lắm, nhưng mà con có một cặp. Con cũng hay rảnh nhà để luyện ngón piano cho đỡ mỏi. Con hay bóp vậy nè. Giờ thôi, con cũng xin phép coi như tấm lòng của con đi. Cũng như cái kỷ niệm với chú cháu mình. Mà nó cũng không chiếm diện tích nhà chú lắm. Trong 7 mét vuông thì nó cũng nằm gọn trong đó, góc của chú ha. Con cái, chú một cái. Dạ, con gửi chú. Kỷ niệm của con. Cái này là phần quà của chương trình đây. Con mời chú mở ra. Xin gửi lời cảm ơn. Dạ. Hoàng và ekip làm chương trình. Con nghĩ bức tường nhà mình sẽ đẹp hơn với tấm ảnh này. Chú có được một trong những khoảnh khắc đáng tự hào trong đời của mình. Cảm ơn chú ngày hôm nay đã truyền cảm hứng cho mọi người ạ. Chú Dân cũng cảm ơn con. Dạ, cảm ơn chú.